Ba nhóc tỳ nhà sao Việt được săn đón đặc biệt ngay từ khi chưa chào đời. Đây là những em bé nhận được sự chú ý đặc biệt từ khi vẫn còn trong bụng mẹ. Bé Su Beo trái ngọt từ mối tình của Hồ Ngọc Hà cùng Cường Đô La. Tiếng tăm về những mối tình cùng các cô gái nổi tiếng nhất nhì showbiz của Cường Đô La không còn quá xa lạ với công chúng. Thế nên, khi anh quyết định dừng lại nhịp ăn chơi để sống với Hồ Ngọc Hà như một gia đình, khiến ai nấy đều bất ngờ. Hơn thế nữa, nữ hoàng giải trí còn mang trong mình dòng máu của cậu ấm nhà Hoàng Anh Gia Lai. Kể từ khi vác bụng bầu lớn, Hồ Ngọc Hà dường như rất ít khi xuất hiện trước khán giả. Bé Su Beo tên thật là Nguyễn Quốc Hưng, chào đời ngày 21 tháng 6 2010 tại một bệnh viện quốc tế thành phố Hồ Chí Minh. Ngay từ khi Hồ Ngọc Hà nhập viện, phía gia đình Cường Đô La đã thắt chặt an ninh bởi có rất nhiều báo chí bên ngoài. Không có bất cứ hình ảnh nào về cậu bé được phát tán trên mạng xã hội, khiến sự tò mò về quý tử nhà Hà Hồ càng được đẩy lên cao hơn bao giờ hết. Su Beo trở thành nhóc tỳ được săn đón hàng đầu showbiz Việt. Tròn một năm sau, hình ảnh đầu tiên của bé Su Beo với góc mặt nghiêng mới được phát tán. Tiếp sau đó, Hà Hồ và Cường Đô La thường xuyên đăng tải hình ảnh con trai nhưng đều được chụp từ phía sau. Mãi cho đến năm 2013, lần đầu tiên công chúng được thấy hình ảnh cận mặt của cậu bé. Su Beo lớn lên trong tình yêu thương của cả ba và mẹ. Cường Đô La là người bên cạnh chia sẻ những sở thích cùng cậu quý tử. Su Beo hiện giờ đã lớn, tỏ ra vô cùng chững chạc mỗi khi xuất hiện bên mẹ Hà. Cậu bé thừa hưởng nhiều nét đẹp từ bố mẹ. Dù đã đường ai nấy đi từ lâu, nhưng Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La vẫn có mặt trong những dịp quan trọng của bé Su Beo. Candy Mộc Trà, em bé được mẹ Ellie Trần giấu kỹ cho tới khi chào đời. Ellie Trần nổi lên là một hot girl ngực khủng cùng nhan sắc xinh đẹp, được sự quan tâm từ truyền thông trong nước và quốc tế. Dù luôn được khán giả theo dõi sát sao, nhưng Ellie Trần đều giấu vô cùng kỹ cả hai lần sinh nở của mình. Tháng 10, 2014, lần đầu tiên Ellie đăng tải hình ảnh về con gái đầu lòng mang tên Candy Mộc Trà. Nét đáng yêu với vẻ đẹp like của Candy ngay lập tức đốn tim cư dân mạng. Con gái Ellie Trần trở thành hiện tượng trên mạng xã hội. Hình ảnh đầu tiên mà Ellie Trần đăng tải về con gái Candy Mộc Trà. Nét đáng yêu của bé đúng gục hoàn toàn trái tim của người hâm mộ. Tiếp sau đó, Ellie Trần tiếp tục sinh thêm em bé thứ hai vào giữa tháng 11, 2015. Cậu bé Onfi Túc Mạch có vẻ ngoài giống hệt chị Candy, chỉ khác là có thêm núm đồng tiền trên má. Những hình ảnh về hai chị em Mộc Trà Túc Mạch luôn nhận được lượt like khủng. Trang fanpage của hai nhóc tỳ nhà Ellie hiện đã có trên 1 triệu lượt thích. Đây là con số trong mơ của nhiều nghệ sĩ. Cậu bé Onfi Túc Mạch lúc mới sinh, dù còn rất nhỏ, nhưng Candy đã tỏ ra là một cô chị luôn chăm sóc yêu thương em. Quá trình lớn lên của cả hai chị em đều được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Hình ảnh cận mặt của hai em bé nhà Hà Tăng vẫn luôn là ẩn số. Ngọc nữ làng điện ảnh Việt đã quyết định rời xa showbiz, lui về chăm sóc cho tổ ấm nhỏ từ khi kết hôn với thiếu gia Lô Yên Nguyễn. Tăng Thanh Hà sinh em bé đầu lòng vào tháng 4, 2015. Rất nhiều khán giả mong ngóng được thấy cận mặt cậu quý tử của cặp vợ chồng, nhưng Hà Tăng và ông xã Lô Yên Nguyễn quyết định giấu kín. Con trai đầu lòng nhà Tăng Thanh Hà được bố mẹ đặt tên là Richard. Tính đến nay, những hình ảnh về cậu bé luôn được chụp từ phía sau hoặc góc nghiêng không rõ mặt. Tăng Thanh Hà và con trai đầu lòng, cô luôn chia sẻ những hình ảnh từ góc nghiêng của cậu quý tử. Hiện tại bé Richard đã lên 3 tuổi và vẫn chưa một lần công khai trước truyền thông. Tới tháng 3, 2017, Tăng Thanh Hà hạ sinh em bé thứ hai. Khác với anh trai Richard, cô công chúa nhỏ được bố mẹ giấu mặt hoàn toàn. Chưa một lần Tăng Thanh Hà hay Lô Yên Nguyễn hé lộ hình ảnh của con gái. Vào dịp sinh nhật 1 tuổi vừa qua của bé, khán giả mới biết tên của em bé thứ hai nhà Hà Tăng. Chính cô đã vào bếp làm tặng bánh sinh nhật cho thiên thần nhỏ của mình. Khán giả chờ đợi được thấy em bé nhà Đặng Thu Thảo trung tính. Hoa hậu Đặng Thu Thảo kết hôn cùng doanh nhân trung tính vào tháng 10, 2017. Đây được coi là đám cưới cổ tích của showbiz Việt. Tiếp đó vào tháng 3, 2018, nàng hậu đã chính thức hạ sinh con đầu lòng. Trước đó, cô khá kín kẽ trong việc giấu bụng bầu và mọi thông tin về giới tính của em bé. Đám cưới cổ tích của Hoa hậu Đặng Thu Thảo và doanh nhân trung tính. Sau khi sinh con, Đặng Thu Thảo cùng ông xã không hề tiết lộ bất cứ thông tin nào về em bé đầu lòng. Dù đã hết sức săn đón, nhưng khán giả vẫn chưa một lần thấy mặt nhóc tỳ nhà thần tiên tỷ tỷ. Đặng Thu Thảo đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn sau khi sinh em bé. Cô cùng ông xã trung tính đều không chia sẻ bất cứ thông tin hay hình ảnh nào về em bé đầu lòng.
Đức Phúc bày mưu hại Hương Giang nhưng thất bại. Trấn Thành xác nhận, chúng tôi rất ngu. Kết hợp với cách mời Đức Phúc, Harugon và Trấn Thành vẫn không thể làm khó được cặp đôi Hương Giang Trường Giang trong thử thách trí nhớ. Tối 31 tháng 5 tập 2 khi Đàn ông mang bầu lên sóng, các gia đình đã trải qua hai thử thách tương ứng với những thay đổi trong giai đoạn đầu của thai kỳ. Đó là thử thách trí nhớ và thử thách xử lý tình huống. Bước vào thử thách trí nhớ, các nghệ sĩ phải mang thêm một cục tạ nặng 5kg, tương ứng với việc tăng cân trong giai đoạn đầu của các bà bầu. Nhiệm vụ của các gia đình sẽ phải leo từ tầng 1 đến tầng 11 và ghi nhớ các đồ đạc được sắp xếp theo vị trí và số tại các bậc cầu thang đi qua. Trấn Thành quyết định sẽ chia tầng cho nhau để dễ nhớ các đồ vật. Riêng Harry Won thì tự trách bản thân, mình không thể nhớ được chắc phải thua rồi. Chủ mưu Kỳ Duyên Hứa Vĩ Văn đã bày cho hai bé đòi lên xuống tầng 2 và lên lại tầng 5 để làm tốn thời gian của Trấn Thành Harry. Gia đình Trường Giang Hương Giang đang vội vã ghi nhớ thì gặp phải thánh ngây thơ Đức Phúc. Đức Phúc liên tục đọc câu hỏi khiến Song Giang vô cùng rối não, nhưng cả hai vẫn giữ được bình tĩnh. Đức Phúc còn hỏi Hương Giang vương miện chị đâu, Hương Giang liền trả lời vương miện chị để ở nhà rồi. Là người bày mưu cho Đức Phúc, Harry Won cho rằng chúng tôi là người văn minh, không bắt người ta đi lên đi xuống như vậy được. Trấn Thành liền đáp trả là trong trường hợp này cả hai không phải là người khôn và Harry xác nhận rằng chúng tôi rất ngu. Gia đình Hứa Vĩ Văn Kỳ Duyên đang cố gắng đọc và ghi nhớ những món đồ vật thì bất ngờ gặp bà bầu Khải Như đang trong tình trạng cần sự giúp đỡ. Cả hai mới quyết định Kỳ Duyên sẽ lại chăm lo cho Khải Như và Hứa Vĩ Văn cứ tiếp tục đi để tránh quên các món đồ vật. Trấn Thành cũng chia sẻ rằng ăn ở như thế nào mới gặp phải Khải Như. Sau khi xử lý các tình huống do khách mời gây khó khăn và kết quả gia đình Kỳ Duyên Hứa Vĩ Văn giành chiến thắng được 9 điểm, gia đình Trấn Thành Harry và gia đình Hương Giang Trường Giang bằng nhau là 3 điểm. Bạn trai đại gia bị gái gạ gẫm. Hòa Minh Di đáp trả cực gắt, không thấy vợ người ta lù lù đây à. Trong dịp sinh nhật tròn 23 tuổi, Hòa Minh Di đã có những giây phút ngọt ngào bên bạn trai. Tuy nhiên, cô cũng bị làm phiền bởi tin đồn tình ái trong quá khứ của anh. Trên trang cá nhân, bạn trai Hòa Minh Di, doanh nhân Minh Hải chia sẻ tình cảm bên cô cùng dòng chúc yêu thương, mừng người yêu tròn 23 tuổi. Chúc mừng sinh nhật tình yêu, cảm ơn em đã đến với cuộc đời anh, Minh Hải viết. Bạn trai Hòa Minh Di, 30 tuổi, hiện là giám đốc công ty do gia đình thành lập chuyên về phân bón. Cặp đôi công khai tình cảm hồi tháng 3. Ngoài những lời khen đẹp đôi hạnh phúc, phía dưới còn có một bình luận khiếm nhã. Đáng chú ý, một tài khoản Facebook còn rủ rê bạn trai nữ ca sĩ chat nhạy cảm. Bất ngờ hơn, chính cô đã ngay lập tức vào đáp trả cực gắt. Không thấy vợ người ta lù lù đây mà kêu chat nhạy cảm. Đây không thích họ thôi nhé, Hòa Minh Di bình luận. Hòa Minh Di đáp trả anti-fan có những bình luận khiếm nhã khiến cô không khỏi bực bội. Ngoài ra, khi cư dân mạng hỏi chuyện Hòa Minh Di có xăm hình tên bạn trai nữa hay không, cô nàng đã có động thái phản ứng lại. Nữ ca sĩ còn hài hước chia sẻ rằng vì cô cũng xinh đẹp và có tiền nên hoàn toàn xứng đôi vừa lứa với bạn trai đại gia. Cũng vừa mới đây ít giờ, Hòa Minh Di cũng đăng dòng trạng thái khá dài nói về thời điểm chọn người yêu, gặp nhiều lời ra tiếng vào cũng như gửi lời yêu thương đến bạn trai. Hòa Minh Di cho biết sau khi bạn trai chia sẻ tình cảm, cô nhận được nhiều phản hồi từ cư dân mạng. Trong số đó có những người khẳng định biết hết quá khứ không hay của anh. Tuy nhiên điều này không làm cô bận tâm, giọng ca rời bỏ viết: "Hôm nay là ngày đặc biệt của chúng em, nên em sẽ chia sẻ nốt một lần những điều em cần phải nói và cầu mong mọi người không thấy phản cảm và trong tương lai không ai làm tổn thương anh ấy. Từ hôm qua đến giờ, rất nhiều nick ảo nhắn tin cho em, nói em có muốn biết về quá khứ tình trường của anh không? Hay con người của anh không? Em không biết mọi người vậy là muốn tốt cho em hay là vì ghét anh. Nếu có đọc được những dòng này thì đừng gửi cho em nữa nhé. Vì thứ nhất, chị yêu và tin anh ấy qua những gì em cảm nhận, không qua miệng và cảm xúc của người khác. Thứ hai, không cần đợi đến mọi người giới thiệu, bọn em đã tự chia sẻ với nhau tất cả những gì có thể xấu đẹp trong quá khứ và không phải để ghim để đó mà là cất nó luôn đi và chỉ dành thời gian hiện tại và tương lai để thương nhau thôi. Thứ ba, con người ai cũng có những khoảng thời gian và trải qua những điều khác nhau, bởi vậy không ai chắc chắn ngày xưa một người đã như thế thì tương lai họ cũng vậy, mà không trực tiếp tiếp xúc thì cũng không nên nghe từ người khác." Hòa Minh Di tin tưởng bạn trai, cô khẳng định yêu anh là đúng thời điểm.
Hòa Minh Di tin rằng trẻ không chơi và độ đốn, nên cô thấy bản thân may mắn khi gặp bạn trai đúng thời điểm, đúng người, đúng thời điểm, đúng cách, cô nhấn mạnh. Hòa Minh Di nói, cô cũng không thích cách bạn trai bị gọi là thiếu gia hay đại gia. Ở Việt Nam, mấy từ đó nhạy cảm và cảm giác như chỉ có ý nói về người giàu có nhiều tiền, lại không quan tâm rằng để có được thành công đó họ phải làm việc vất vả như thế nào. Không ai ngồi không mà có tiền, nên nếu gọi là doanh nhân sẽ trân trọng và đúng hơn, cô chia sẻ thêm. Bạn trai hiện tại của Hoài Minh Di là doanh nhân trong ngành phân bón. Hồ Ngọc Hà để mặt mộc xuất hiện cùng Kim Lý tại sân bay sau ồn ào The Face. Đây là lần xuất hiện đầu tiên của người đẹp sau những ồn ào đá điểu về huấn luyện viên The Face 2018. Võ Hoàng Yến, Minh Hằng, Thanh Hằng sẽ là những cái tên được nhắc đến thường xuyên trong thời gian này, kể từ lúc ban tổ chức xác nhận họ chính là huấn luyện viên The Face 2018. Trước đó, rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Hồ Ngọc Hà, Anh Thư, Minh Tú được mong đợi nhất hiện trở lại với chương trình. Tuy nhiên, ba cái tên cuối cùng đã được xác định rõ. Dẫu vậy, trên các diễn đàn, người hâm mộ vẫn tiếc nuối vì thiếu vắng sự xuất hiện của Hồ Ngọc Hà, người được đánh giá là một vị huấn luyện viên chuyên nghiệp nhiệt tình. Ngay khi đó, nữ ca sĩ làm mọi người hoang mang khi đăng tải dòng trạng thái nhạy cảm, làm mọi người nghi vấn cô đã điệu dàn huấn luyện viên năm nay. Cô liên tiếp thừa nhận mình tỉnh táo, quyết định sáng suốt. Thậm chí, cô còn trò chuyện qua lại với một người bạn và hé lộ mình từng được thuyết phục 5-7 lần, nhưng cô vẫn từ chối. Chẳng những thế, Hồ Ngọc Hà cũng rơi vào nghi vấn đá xoáy trang phục của Minh Hằng. Sau những nghi vấn không hay này, thì mới đây nhất, Hà Hồ và bạn trai Kim Lý được mọi người phát hiện ra khi cùng xuất hiện ở sân bay. Được biết, cả hai vừa về đến Việt Nam sau chuyến lưu diễn công tác tại Mỹ. Ở mọi chặng đường, nam diễn viên đều đồng hành cùng bạn gái. Cả hai cùng diện đồ tông xùy tông và mang về khá nhiều hành lý. Nữ ca sĩ để mặt mộc và nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Cách đây ít ngày, giọng ca Cả Một Trời Thương Nhớ bất ngờ thể hiện tình cảm dành cho Kim Lý. Anh còn nằm lên chân của người yêu rất tình tứ.